Bà được bông mai bông ôn mang khơi hái chỉ mùi nồng nay bật lọc mà sơn cứ nơi thay xa tạm đón mà cứ do máu liên ao xa tạm đón má ở toàn miền đây ở miền này bác cứ nơi thay xa tạm đón mà chỉ mùi nồng co bô mấy cứ nơi thay ở toàn miền bọc bạc đấy mà chỉ mùi cái giá cái nơi một chôm tạm đón ở toàn miền bọc bạc đấy bà cứ nơi thay xa tạm đón mà sơn cứ nơi liên hao xa rồi luôn tạm đón mà chỉ mùi nồng sạch chuối cứ nơi thay xa tạm đón toàn miệng bạn bài tế bà chỉ muốn là cuối cầm làng lương khang bà chỉ muốn nâng sách đáy cứ nó toàn miệng bọc bát đấy cứ nó thâm mây xa đam đong mà bà xong chép một con thá cam rì xì năm cao pi ní cứ chỉ là này thôi nâng cao bao bát bà ập lấy rốt xuống mà sân khang đam đong mà cứ rốt nâng lời chăng ấy cứ rốt nâng đam đong mà ở miền là ạ lùi tế bà cứ rốt khang đam đong mà chắc nhóc bạn nâng hai cái này khang khăn thám tiệt bà phần này kháng khăn ông như mọi người chỉ mùi nơi chỉnh trang thuyết cứ nơi thơm mây xa đàm đông mà ở toàn miền là hạ rồi hai bạn bạch ấy đấy bà cứ nơi thơm mây đàm đông mà chỉ mùi nâng con tạm chia cái chói cứ nơi đầm nào ca lỗ bà dùng mọi người chỉ mùi nâng sách đai cứ nơi thơm mây xa đàm đông mà chưa hay đấy bà lúc mai mong phố màn khởi hơi bà chỉ mùi nâng tập lô cứ nơi thơm mây xa đàm đông ở toàn miền sleek sợi lưỡi các bạn bay ấy đấy bà được bông mai mong ôn màn khơi hoài bà mong mơ chỉ mui nằng pram mà sân để che cứ nơi thắm mây ở tôi miệng bạn bay ấy đấy bà công tạm mình chia mà sân để che cứ nơi đầm nào ca lo mình nhé đi đi cứ nơi đầm nào ca lo tạm đong mà được bông mai mong ôn màn khơi hoài chỉ mui nằng cương chói cứ nơi xa tạm đong chỉ mui nằng chiến trang phía kháng nát cứ nơi xa ở tôi miệng bạn bay đấy gọi là hay sleek sợi đấy bà cứ nơi thắm mây em tạm đong mà chỉ môi nâng đây chỉ có lấy cứ
nơi thamay sáng ở toàn miền bạc bay chúng mươi nâng ọp răng đáng cứ nơi đầm đầm nà ca lỗ bà chúng mươi nâng sạch cho khăn nế cứ nơi em làm đông mà toàn miền bạc bay ấy tê mà chị xét nó cứ chúng mươi nâng sẵn phúc hao chị sạch tạm đông mà chắc nhóc mà nông phanh này khẳng cái thang tiết bà chân thì nhóm ba xong mà hai phần này kháng mục bằng tích bà hai kháng mục được bông mà mong bông mà khơi nhau bà cứ sạch cho tập lối cứ nơi thâm mấy xa tạm đón an toàn mình rồi bạc mai cứ có khôi khá đấy tế bà chứ mỗi nâng cái này kháng mục này cứ thôm từ lìa tạm đón bà cứ nơi thâm mấy xa tạm đón bà chứ mỗi nâng sạch cho chuẩn chiang kháng đó cứ nơi em rồi ọt miền bạc bay rồi còn hai cái tế cứ nơi thâm mấy xa tạm đón bà bà chỉ mua những cam mà đi xin năm cao pin cứ hàng cao ấy cứ thôm tủ lý đam đón đã ai đặt xem chất hàng cao ấy buôn buôn để ấy bà cứ đầm cứ thôm tủ lý đam đón mà trước khi mà đồng hai nay hàng cao ấy bà nay hàng cao dương mong mơ chỉ mua những cần trôi như ấy ở to miệng bọc ba đấy bà cứ nơi thâm ấy nơi xin đam đón mà cần chôn khăn nó cứ nơi xin làm đó toàn miệng bọc bạc được bạc bạch ấy thế mà cứ nơi em làm đâu mà bà phải khăn cao ấy nó cứ miên la nó chỉ la này bằng chọp kìa rồi chỉ sạch làm đâu mà nhưng mà mơ sạch này bà sạch này khăn nó cứ nơi mây ở toàn miền trời ở toàn miền trời ấy thế mà ở toàn miền bọc rồi ở trời cứ nơi thơm mây xa tàn đông mà chỉ mùi nâng này rõ khẳng nó cứ nơi em làm đông ở toàn miền trẻ rư vỡ ấy đấy mà cứ nơi thơm mây xa tàn đông và cứ nơi thơm mây xa tàn đông và bà xin rap bốc mai bóng bố nụ bu nẹ minh nè miên chậm nạp ở rõm rư có trọng đăng chú mùi nông bó là miền lát bà xông call xã xua để mình lịch trục sắp nhập bạn được hàng gram này bị tổ xong rồi bốc mai mong phố để mình chậm lạp ở rõm như có trong đơn phố là mình ở thêm phí lán ai call xã xua để mình lịch trục sắp nhập bạn được hàng gram này bị tổ xong rồi bốc mai mong phố để control channel nhập bạn xong chú trích subscribe nâng rút nhà cần đơn làm bay bằng to cá ta bà bị tổ nhập bạn thamay chỉ đừng gọi thamay phong đại bạn xong mọc cồn.